ra ơi, trục đàn trục nọc mới đủ đậy hết ta. Cái gì con? Ủa vô duyên không? Trời ơi, nó vô duyên. Trời ơi, tự nhiên cái tôi mặc áo khoác cái nó kêu mẹ, mẹ cởi áo khoác ra. Cô chú biết gì không? À mẹ mở liền, mở áo khoác liền. Trời ơi, đây nè, Ngọc đang mặc áo khoác nè. Nó nói mẹ, mẹ cởi áo khoác ra, nó tưởng Ngọc bị đâu. Cô chú biết gì sao không? Mẹ cởi ra liền, cởi ra liền. Nó mới ngủ dậy đó cô chú, nó chướng đời đó. Con có nghe mẹ nói không? Từ giờ về sau là mẹ giao hết quyền quyết định cho bà Út. Bà Út nói sao con phải nghe vậy, nghe chưa? Con, bà Út là người thành viên trong gia đình mình, nghe chưa? Con phải tôn trọng bà Út, nghe chưa? Dạ. Dạ ai? Dạ mẹ. Đúng rồi. Mà mẹ biết á, là con chưa có quen với lại cái sự có mặt của bà Út trong nhà mình, đúng không? Đúng không? Nhưng mà con phải tập quen dần đi, nghe chưa? Con phải tập quen, tại vì hồi nào giờ con, mẹ biết là con sống với ba với mẹ thôi, đúng không? Con chỉ quen có mẹ với ba thôi, nhưng mà mẹ không có đủ thời gian để chăm sóc hết cho con một cách tốt nhất. Nên là mẹ phải nhờ bà Út về để bà Út phụ mẹ lo cho con nè, bà Út cho con ăn nè, bà Út thay đồ, tắm rửa, làm tất cả mọi thứ cho con nè. Nên là con phải thương bà Út, con phải tôn trọng bà Út. Bà Út nói gì nghe đó. Con mà con mẹ cho bà Út toàn quyền quyết định với con đó, con mà không nghe lời là bà Út có thể làm tất cả mọi thứ đó, nghe chưa? Nghe chưa chay? Con phải thương bà Út, nghe chưa? Tại vì lý do tại sao? Tại vì bà Út có một mình nè. Đó là bà Út có gia đình mình thôi à. Rồi bà Út thương con, bà Út lo cho con, bà Út coi con từ lúc mà con chưa có đẻ ra tới giờ nữa. Con không biết bà Út nhưng mà bà Út đã biết con lâu lắm rồi. Nên là mẹ biết là bà Út mới vừa vô nhà mình có 2-3 ngày thôi, con chưa có quen, đúng không? Đúng không? Nên là con phải tập quen dần đi, nghe chưa? Nghe không? Không được hỗn với bà Út, nghe chưa? Cái miệng đâu? Cái miệng con đâu? Mẹ nói chuyện con phải nói sao? Mẹ nói chuyện con phải nói sao? Dạ mẹ ơi. Trời, con có nghe lời mẹ không? Rồi xong cái cuộc nói chuyện này là con phải chơi với bà Út, nghe chưa? Nghe không? Dạ mẹ ơi. Con phải thương bà Út, nghe chưa? Bà Út không có ai hết rồi. Bà Út chỉ có gia đình mình thôi, nghe chưa? Con phải tập làm quen với bà Út. Bà Út, con sao, tại sao con không muốn làm bạn với bà Út đi? Bà Út chơi với con mà, cũng y như là con làm bạn với bà đi Dolores thôi, đúng không? Nha. Mẹ, bây giờ mẹ hỏi con này, bây giờ mẹ làm đi làm nhiều quá, mẹ bận quá thì mẹ đâu có thể nào mà mẹ dẫn con đi với mẹ suốt ngày được chay. Con phải ở nhà với bà Út cho con ăn, bà Út lo cho con, chơi chung với con. Mẹ biết là con chưa quen nhưng mà từ từ con sẽ quen nha. Nha con nha, cố gắng lên nha. Mình có thể làm được mà, đúng không? Đúng rồi, giờ bây giờ mình lại mình vui vẻ với bà Út nha. Con chạy lên con xin lỗi bà Út cho mẹ đi. Con nói con xin lỗi bà Út. Từ giờ về sau con không có min với bà Út nữa. Nghe chưa? Chạy lại xin lỗi bà Út cho mẹ. Như vậy mình mới là một con người con gái ngoan. Mình là big girl, mình là lớn rồi, mình có lỗi, mình phải biết mình nhận lỗi của mình. Nghe không con? Mình biết lỗi, mình nhận lỗi, ai cũng thương mình hết á. Hiểu không? Rồi, đi, chạy lại đi. Chạy lại với mẹ đi mẹ, con đi một mình không được rồi mẹ, này mẹ dẫn con đi. Đi. Đi con. Ủa vậy là chưa chịu, chưa biết lỗi phải không? Úp mặt vô tường tiếp đi. Nếu chưa biết lỗi thì úp mặt vô tường tiếp. Mẹ vẫn sẽ không tha thứ lỗi cho con cho tới khi nào con lại con xin lỗi bà Út thì mẹ mới tha thứ. Nó chưa có quen bà Út á. Không phải, ở nhà mình. Ở bển á, bển Ngọc đi đó. Vì đức dậy dễ luôn á. Có không? Trời ơi, tính chơi vô chạy vô phòng khiệu cái cười. Coi, bước lại xin lỗi bà Út đi. Bước lại xin lỗi bà Út. Chị nhõng nhẽo rồi sao á. Với lại nó mới ngủ dậy nữa nè. Mommy, that's too much. Cái gì too much? Mommy, chơi cười. Mẹ không, mẹ không có đang nói chuyện tới cái ông già Noel này, mẹ nói chuyện con với bà Út nè. Con với bà Út phải là hai người bạn thân với nhau. Hiểu chưa? Giống như là con thân với bà Đi Lo Rệt vậy đó. Con chơi với bà Đi Lo Rệt sao là con chơi với bà Út y chang vậy. Mà với lại biết làm sao, chắc con nghĩ là bà Út không biết nói tiếng Anh. Con nghĩ là cái chuyện này là nó làm như vậy nè. Bà Út không có nói tiếng Anh, nó là nó thích nói tiếng Anh. Còn mà nó chơi với bà Út nó nói bà Út không hiểu á. Nên là nó chơi khó hàng sao đây nè. Chứ nó chơi bé gì nữa đó. Ừ, nó là hình như là phải nói tiếng Anh với nó hàng sao đây nè. Mình nghĩ họ
ngồi nó mình ăn ngồi đây hết rồi. Đâu đâu cũng được hết á. Trời, mẹ không có giỡn mặt, đi bước lại xin lỗi bà Út. Bước đi lại, ngoan ngoãn xin lỗi bà Út, như vậy mình mới là còn mình, con cháu ngoan. Còn lại con nói là bà Út ơi, con xin lỗi bà Út. Đi, đi với mẹ, đi. Đi, rồi mẹ tha lỗi rồi hai mẹ con mình lại chơi đồ chơi. Đi, đi con. Đi con. Đi với mẹ, đúng rồi, nó nói tiếng Anh không hả? Mà bây giờ mà cũng khờ cực cái con này ghê luôn này nha. Nói tiếng Việt nó nói không được. Nó nói không được tiếng Việt. Không chịu nói. Không chịu nói, nó khó không được rồi. Chết rồi. Chứ không phải đơn giản đâu. Mà nói tiếng Anh nói đi, nó dê dê dảnh dảnh với nó nói được. Chứ bây giờ tiếng Việt mà nó nói là nó nói không được rồi. Con này mà phải cái thời gian này mà con ngồi con cứ suy nghĩ hoài, phải thời gian này mà không có dịch là cho nó về Việt Nam 3-4 tháng là ở bên đó thì nó mới nói tiếng Việt được, chứ còn cái tình trạng này là không còn nói tiếng Việt được nữa rồi. Nó bực lắm, kêu nó nói tiếng Việt nó bực. Mà bà Út thì nói tiếng Việt không, bà Út không hiểu tiếng Anh. Đó. Bà Út nói tiếng Việt cho nó. Chê ra đi. Chê ra đi. Dạ chê. Dạ đi con. Dạ ngoại. Dạ ngoại đi. Bây giờ của chị lớn lớn lên. Dạ lớn lên. Bây giờ nó nói tiếng Anh không à, kỳ con lắm. Con đừng có nhổ ra. Nhổ rồi. Hết không khó. Nhổ rồi, hết không khó luôn nè. That's too big. À, nó nói bự quá, nó nhổ ra đó. Thôi đừng nhổ nữa. Thôi được rồi đó. Ok, that's enough. Rồi bây giờ mẹ dẫn tay lại, đi lên để xin lỗi bà Út lại lên. Đi, đi với mẹ, con ngoan mà, con của mẹ là ngoan nhất á. Rồi, rồi con... Hả? Cho dòm kìa chị thấy không? Ủa gì kìa vậy? Rồi, rồi, rồi con phanh tay lại đi. Rồi, rồi nói đi con. À, bà Út đừng có cười, bà Út đừng có cười. Bà Út nghiêm túc đàng hoàng. Rồi cho xin lỗi rồi. Phanh tay lại. Rồi, con nói đi, con xin lỗi bà Út. Mai mốt con không dám nữa. Đúng rồi. Rồi giờ ăn gì á? Ăn cereal hay ăn tự ăn nha. Biết sao mấy ngày nay cái miệng cũng đau đau nên là khó chịu nè. Cắn nè, cái này nè, khăn giấy nè. Khi mà cần á là phải bỏ khăn giấy xuống liền đây nè, kéo khăn giấy ra cho mẹ coi. Con. Chơi, kéo khăn giấy ra coi. Cô Út á, đừng có nó mà hư á là cô Út cứ la. Cứ ấy này kia khắc nọ cho con chứ đừng có sợ. Ừ, không dám la, không dám đồ. Phải la, phải dạy nó cho con. Không. Mình la đúng, dạy đúng, đâu có ghét. Với lại con gặp con ở sau lưng thì con nói bà Út thương con, bà Út mới la, sao nó ghét được. Nhưng mà nó con nít là phải dạy nó chứ đâu có chiều theo ý nó được. Nó không muốn cột tóc là cũng phải nói này nói kia. Ấy nó làm cho nó cột tóc chứ mà cô Út cứ nói là thôi nó không dám ấy, cô không dám. Không, đừng có lo mấy cái đó, con là con rất là thoải mái. Ai mà dạy con của con còn mừng nữa. Không phải, đừng như nó dậy. Nhẹ thôi, rồi nhẹ thôi, bà Út cột cho con nhẹ thôi. Chị đi. Quay lại, cột không có được. Đứt của ngoại nuôi rồi đấy à. Ngoại làm nha. Nó ghét cột tóc, nó ghét chải đầu lắm, ngộ lắm. Đụng vô đầu nó là nó đau à, biết sao cái da đầu nó mỏng với lại tóc nó mỏng á. Chị khóa sợ tóc rồi. Ừ, mà hên là con cắt tóc mái ngố lên mặt đỡ đỡ nha. Không cột tóc cũng đỡ nhưng mà phải chải cho nó suông. Chứ còn mà cái tóc mà ngày xưa của nó đó là con nói là chỉ có cột lên. Phải cột. Hiện tại bây giờ là thôi để vậy đi, có cái mái thì cũng gọn rồi. Có cái mái cũng gọn thôi vậy đi. Kỳ lắm, con cột tóc mà nó còn không chịu mà chứ ở ra ai. Mỗi lần cột tóc cho nó là mệt lắm. Rồi được rồi bác gái. Rồi ăn thêm cereal vô đi. Sáng này khui quà quá trời khui quà luôn. Hên là cắt cái tóc mái gối để khỏi chảy chứ mà sao dạo này nó rất là ghét chảy đầu luôn. Kỳ thiệt chứ. Gì hư con đây? Push, nó kêu push là push gì? À, bởi vậy, gì đây?
Đi đâu á? Su hay bà là hả? Su á. Chay là hồi nãy là đi đi chợ với mẹ với bà Út với lại bà nào bà ngoại về là nó ngủ trên xe luôn cô chú. Ngủ trên xe đâu dám bầm nó vô, Ngọc ngồi ở ngoài đó với nó. Cái Ngọc ngồi xong Ngọc mệt, chú cái Ngọc đi vô cái chú Bình đi ra. Nên là nãy là chú Bình mới bồng nó vô đó. Ê ê ê ê, làm gì vậy? Cô hung su hả? À hung su. Chơi với su hả con? Bậy bậy, không được, cái đó là bàn thờ của ông cố mà sao mình bỏ cái không, chưa bắt hết, nửa tiếng đồng hồ nữa mới đi. Trời không, cỡ chừng 15 phút nữa là lo nhúc nhích được rồi. Rồi chơi ở nhà với bà Út hay là đi với mẹ? Đi với mẹ phải không? Không cho bà Út đụng như nó luôn, không có tập thì nó chơi. Không mà con chay á, nếu mà con mà thật sự luôn mà con mà còn đi làm nail mà con đi từ sáng tới chiều về là nó quen với bà Út rồi. Còn cái này con có mặt ở nhà 24/54 á. Đúng rồi, ngày mai mai mốt con sẽ cố gắng đi ra tiệm. Đi ra tiệm sáng là 10 giờ con đi ra tiệm. Rồi để nó ở nhà với bà Út lâu lâu thôi, cái gì cũng vậy phải để cho nó tuần lễ 10 ngày chứ cũng nó cũng hơi bị không quen. Ừ, từ từ hai người hiểu nhau à. Rồi mốt là nó ở là cái nó đòi đòi bà Út luôn chứ còn không có cần đi với ba với mẹ nữa. Nít mà. Ừ thì đó, đó chừng nào mình về đi rồi mình đem nó về, con chưa về mà. Để mẹ chung nó mày chở đi Target mua đất sét nha. Mua đất sét chơi nặng không? Rồi con lấy bong bóng á hả? Ừ, leo lên lấy bong bóng đi. Kéo xuống. Wow, giỏi quá. Nói tiếng Việt. Nữa đâu, cái gì nữa đâu. À, con tự lên lấy đi. Không, cô bỏ đi, con không có quay trúng cô đâu. Dạ. Rồi, lấy đi, lấy sao? Lấy sao? Nói tiếng Việt. Con không, mẹ không có lấy được, tại vì mẹ đang bận quay video, con nhờ bà Út đi. Con nói bà Út lấy giùm con. Đó, thấy chưa? Đó, con thấy bà Út, con cảm ơn bà Út đi. Đúng rồi. Con nào nữa? Không, cái này cột lại rồi con. Con nói bà Út đi chứ mẹ đang cầm cái này mẹ không cầm được. Không được lấy cái đó cột lại rồi con không có lấy được con. Con chơi hai cái thôi. Không, mẹ cầm không có được. Rồi con nói bà Út ơi cầm giùm con. Đúng rồi, giỏi. Đây nè mẹ coi coi. Không có được, bà ngoại bắt cột lên đây rồi không có lấy ra được. Ủa được nè. Con ơi con hả? Con nói bà Út ơi cầm con. Thôi được rồi. Rồi, được rồi. Ủa mà con nói cho mẹ nghe coi chứ con lấy một làm chi mà một lần hai ba cái. Con lấy làm gì? Con lấy làm gì mà một lần hai ba. À con lấy cho bà ngoại đó, bà ngoại đâu cần chơi đâu, con đừng có xạo. Hả? Không, mẹ đâu có cần chơi đâu. Trời ơi, nó lấy cho bà ngoại, lấy cho mẹ, đâu có cần đâu. Cảm ơn nhiều nha. Nói tiếng Việt. Cô muốn cái nào? Cái này. Cô muốn cái này với cái này hả? Dạ.
mẹ lấy không được con ơi. Cái cây đó mà mình lấy hết bông cái cây đó đó, cái bong bóng đó, nó là người bạn của cái cây đó. Thì hai người nó đang chúm lại với nhau mà con lấy ra thì cái cây nó buồn lắm. Thấy không? Cái bong bóng với cái cây đang làm bạn với nhau mà con lấy ra thì cái cây buồn lắm, cái cây khóc hu 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 luôn cái rồi cái cây chết luôn á. Đúng rồi, bốn cái lận cái cây đó. Mẹ không có thể nào làm được hết, mẹ chỉ lấy được một cái thôi, con phải nghe lời. Rồi. Rồi con chỉ được chơi ba cái thôi. Đúng rồi, lần sau thì mẹ lấy giùm cho con nha. Giỏi, giờ chơi ba cái đi. Rồi thôi bây giờ chơi đi nha, mẹ xuống mẹ làm video cái này lên cho cô chú coi nha. Bye bye cô chú đi.